Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay vườn bonsai Minh Hưng tiếp tục gửi đến các anh chị clip số 149. Trong clip ngày hôm nay thì em cũng có mười mấy loại cây để giao lưu với anh chị. Cách mua bán của anh em thì vẫn y như thường lệ là nhận ship COD vào bao phí vận chuyển tất cả những cái cây mà anh chị chọn mua. Cây nào có chậu hoặc là không có chậu thì em đều nói rõ cho anh chị biết trước khi là anh chị quyết định chốt cây ha. Những anh chị nào chưa từng mua cây của bên em thì vui lòng liên hệ với số điện thoại ở cuối cùng bên tay trái màn hình của anh chị. Đó là số điện thoại của vườn bonsai Minh Hưng. Anh chị có thể kết bạn Zalo hoặc là mình gọi điện thoại trực tiếp để mà mình chốt cây. Mã số 1 ngày hôm nay là một cây mai chiếu thủy lá trung nhị quý, một cây trực lắc lùng. Cây này là lên theo yêu cầu của một số anh chị thích có những cây có cốt cành cơ bản về anh chị chỉ cần nuôi thêm. Cây này thì hiện tại những cái cốt đùa này đã được nuôi từ 5 năm rồi anh chị, cốt đùa này cỡ khoảng 5 năm. Hoành đế trên miệng chậu 59 cm, hoành thân 42, chiều cao tạm tính là 22 và chiều ngang tạm tính là 42 cm. Cây này thì chi 1, 2, 3 nó đầy đủ. Nó đã được cắt rồi anh chị, chỉ còn phần trên. Cây này lùng mà giót cây. Hiện tại cây này nó còn một cái thẹo ở trên cái đùi số 2. Đây anh chị nhìn thật kỹ giúp em nha, em đem máy đến gần. Là nó còn cỡ bằng đầu ngón tay giữa là nó lành cái thẹo đó luôn. Cây rất là mạnh cho nên là anh chị thấy là thẹo nó cuốn bên trong luôn. Bên trong mà nó vẫn cuốn thẹo lên. Và ở cái đùi số 1 thì thẹo nó đã lành 100%. Đây anh chị thấy là cái thẹo nó đã lành ha. Hiện tại thì những cái cốt đùi của nó to khoảng gấp đôi so với ngón tay cái của mình. Lùng, lắc. Cây này thì đế tự nhiên. Tiếp tục quay một vòng cho anh chị xem đế. Đế đều tự nhiên. Nhị quý hoành 42 thì cũng đã to rồi anh chị. Dòng này thì hoa của nó rất là nhiều. Nó ngang ngửa với thằng kim giòn anh chị. Cây mai chiếu thủy lá trung nhị quý mã số 1, giá của nó là 8 triệu bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cho anh chị. Anh chị về và vô cái chậu to như thế này để nuôi cho nó đủ sức cho mau thành cây chơi. Cây này thì không tới một năm đó là nó đã hoàn thành hết trơn anh chị. Cơ bản nó đã có đầy đủ. Thì phần xây dựng thêm cái phần bên trên nó cũng đơn giản. Rồi xuống cây. Tiếp tục mã số 2 hôm nay là một cây linh sam sông Hinh lá trung. Một cây dáng bay hai thân. Cây này thì cốt đùa nó cũng đã to. Em đặt lá cho anh chị có thể thấy được toàn bộ cái dàn chi cành. Hoành đế trên miệng chậu 62 cm, hoành thân 35, chiều cao 42 và tàn bay là 66 cm. Anh chị so sánh cái lông bia giúp em. Cây này thì nó to hơn lông bia rất là nhiều. Hai thân của nó đuổi quyện với nhau, nhìn rất là đẹp. Nó uyển chuyển chứ nó không có bị đơ nghe anh chị. Hai cái thân bay bên ngoài nhìn cây rất là có duyên. Hiện tại thì nó còn mấy cái thẹo. Anh chị nhìn kỹ theo ngón tay của em chỉ mấy cái thẹo trên thân ha. Linh sam thì thẹo nó lâu cuốn nhưng mà nó đều cuốn mép. 1, 2, 3. Đó là ba cái thẹo trên cái thân bay ở trên. Và đây là những cái thẹo nhỏ nhỏ trên mặt cắt thôi, cũng không đáng kể lắm anh chị. Đó ngay tay em chị. Cái này thì sạch cây. Thân bay thì lắc. Nhìn rất là có duyên. Tại vì nó cái tàn của nó hơi dài cho nên em phải nhúc nhích cái máy, anh chị cảm phiền ha. Cốt đùa hiện tại thì nó to từ ngón tay cái mình trở lên và nó đều đều nha. Vườn em thì hay nuôi cốt đùa như anh chị cũng đã biết rồi. Cây linh sam sông Hinh lá trung mã số 2, giá của nó là 3.900.000 bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây này phí thì nó sẽ tính cồng kềnh, lý do là cái tàn bay của nó hơi dài. 3 triệu mấy thì nó hoàn toàn phù hợp với cái dáng cây. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục mã số 3 hôm nay là một cây linh sam sông Hinh lá trung, một cây trực lắc lùng. Cây này cũng là cây đế tự nhiên.
nhìn cây rất là lực, giót cây. Hoành đế trên miệng chậu 42 cm, hoành thân 24, chiều cao 24 và tàn ngang là 42 cm. Cây này anh chị có để ý là nó có chỉ có hai cái thông số thôi, đó là 42 và 24. Rất là đều, nhìn cũng có duyên cây. Cốt đùi hiện tại thì nó to ở cái cốt đùi số 1 đo được là 12 cm. Như vậy thì nó gấp khoảng tầm 3-4 lần so với ngón tay cái mình. Đây là một cây lắc rất là đẹp, lắc có duyên anh chị. Lật mặt trước và lật mặt sau, lắc và gió cây, tàn ấm, chi cành thì khá là chuẩn, đẹp. Hiện tại thì cây cũng đã khóa ngọn rồi anh chị. Cây Linh Sam Song Phinh lá trung mã số 3, giá của nó là 4.900.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây này nuôi rất là già cây. Hiện tại thì nó còn mấy cái mặt cắt trên thân. Em đem máy đến gần cho anh chị xem thật rõ giúp em. Ở chỗ ngón tay em chỉ. Và trên thân thì nó còn mấy cái thẹo. Thẹo thì nhiều nhưng mà nó đang đa số là nó cuốn rất là mạnh nha anh chị. Cuốn trắng phồng lên anh chị thấy rõ luôn. Cây này được sửa vô dây rất là tỉ mỉ. 4.900.000 cho cây Linh Sam Song Phinh lá trung mã số 3 có luôn chậu. Tiếp tục mã số 4 hôm nay cũng là một cây Linh Sam Song Phinh lá trung đời đầu. Cây này thì đế đều 24 giờ. Đây là loại cây được sắp đế từ nhỏ, bệ đế nở, đều ro trên mặt chậu, thân lắc và giót. Hoành đế trên miệng chậu 32 cm, hoành thân 20, chiều cao 20 và tàn ngang là 35 cm. Anh chị so sánh cái lông bia giúp em. Một cây trực lắc lùng, cốt đùi thì nó to một khoảng 1.5 so với ngón tay cái mình, có nghĩa là nó to cỡ 1.5 ngón tay cái. Chi cành thì nó đều. Đó là mặt dưới nhìn lên, mặt trước và mặt sau, lật mặt sau lên cho anh chị xem thật rõ luôn. Đây, ở cái mặt này là anh chị có thể thấy được toàn bộ cái vẻ đẹp của cây. Tất cả chi cành đều được khoe ra trước mặt anh chị hết. Giót đẹp cây. Hiện tại cây này cũng đã phá ngọn luôn rồi. Cây Linh Sam Song Phinh lá trung mã số 4, giá của nó là 3.500.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây này thì nó thuần trong cái chậu này cũng lâu rồi anh chị, rễ ra rất là nhiều. Tiếp tục mã số 5 hôm nay là một cây Linh Sam siêu hoa. Cây này là cây được sửa thân từ nhỏ, hai thân được sửa từ nhỏ. Hiện tại thì tàn ở bên trên nó đã ấm và ở dưới thì em có nuôi cốt đùi mà cũng chưa có vô dây nữa. Cái đó thì anh chị về cho thêm một tí ý tưởng vô nó để anh chị có thể tạo ra được một cái cây nó là lạ một chút. Hoành đế trên miệng chậu 38 cm, hoành thân 22, chiều cao 35, tàn ngang là 34 cm. Anh chị so sánh cái lông bia giúp em so với cái gốc cây cũng như là cái chiều cao. Về cái phần thân thì anh chị thấy là nó xoắn rất là gắt. Tiếp tục quay cho anh chị xem thật rõ luôn. Hiện tại thì cốt đùi này em nuôi được cỡ ngón tay cái này nghe anh chị. Còn phần thân ở trên thì nó đã ấm tàn rồi. Lật mặt trước và lật mặt sau cho anh chị xem thật rõ luôn. Cốt đùi thì đa số là cỡ ngón tay cái mình và nó đều đều nhau. Cũng có một số chi nó còn nhỏ nhưng mà không đáng kể lắm. Cây Linh Sam siêu hoa mã số 5, giá của nó là 1.100.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Tiếp tục mã số 6 hôm nay là một cây Linh Sam Song Phinh lá trung, một cây được sửa thân từ nhỏ và nó có tàn bay, một cây có cái dáng bay. Cây này thì phù hợp với những anh chị nào thích chơi tiểu cảnh. Lý do em không quay cái cây là bởi vì cái tàn của nó quá dài, cái phong thì nó không đủ anh chị, cho nên em sẽ quay bằng tay và em nhúc nhích cái máy. Anh chị nhìn theo những cái chỗ mà em quay. Hoành đế trên miệng chậu 39 cm, hoành thân 14, chiều cao 20 và tàn bay là 54 cm. Anh chị so sánh giúp em cái lon bia. Rồi đây là mặt trước của cây anh chị ha. Bệ đế thì to lực. Cây này thì anh chị về cho tiểu cảnh là hết sảy. Rồi bắt đầu quay ngược qua bên kia cho anh chị xem cái phần thân. Cái tàn thì nó dài và nó giót cây.
ở cái mặt quay này thì lật cái cây lên cho anh chị xem thật rõ cái chi cành của nó luôn. Đây, gió cây cốt đùi hiện tại thì nó to ngang ngang với ngón tay cái mình. Cái này cũng già cây lắm luôn rồi, đế tự nhiên và bề đế nở. Quay ngược là cái mặt này, đúng rồi. Cây linh sam sông Hinh lá trung mã số 6, giá của nó là 1.200.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cho anh chị vì nó đang nằm trong một cái chậu ly, chậu nhựa anh chị. Chậu này hơi cao, chậu này đem về thì anh chị cũng vứt bỏ, cho nên là em sẽ bó bầu để gửi về cho anh chị. Anh chị về thì vô cái chậu khác cho nó. 1.200.000 cho cây mã số 6. Tiếp tục mã số 7 hôm nay là một cây linh sam Ninh Thuận Rinh. Cây này là cây khai thác anh chị. Cây này nó có lũa âm thân, hoành đế trên miệng chậu 44 cm, hoành thân 15, chiều cao 30 và tàn ngang là 40 cm. Anh chị so sánh cái lon bia, cây này nó cao khoảng cỡ 2 lon bia chồng lên nhau và cái hoành thân thì nó to ngang ngang với lon bia mình. Đây là cái phần lũa âm thân, anh chị nhìn thật kỹ ngang tay anh chị ha. Hiện tại là em cũng chưa có sơn nước lũa lên nữa. Cốt đùi của nó to ngang ngang với ngón tay cái của mình, chỉ có to hơn chứ không có nhỏ hơn. Rồi quay qua mặt trước, cây này nhìn cũng rất là có duyên. Cây này là cây rin 100%. Cây linh sam Ninh Thuận mã số 7, giá của nó là 900.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bỏ bầu để gửi cho anh chị vì nó đang nằm trong một cái chậu xi măng rẻ tiền thôi anh chị. Chậu này là chậu nuôi cây, lật mặt trước và lật mặt sau cho anh chị thấy thật rõ chi cành. Tuy rằng là cây khai thác nhưng mà vẫn được nuôi cốt đùi, chi cành thì phân bổ đồng đều trên cây, nhìn rất là có duyên. 900.000 cho cây mã số 7 linh sam Ninh Thuận hàng khai thác. Tiếp tục mã số 8 hôm nay là một cây sam hương. Cây này được sắp đế từ nhỏ, đế đều, bể đế thì nở, hoành đế trên miệng chậu 49 cm, hoành thân 20, chiều cao 40 và tàn ngang là 49 cm. Anh chị so sánh cái lon bia giúp em. Cây này thì lúc trước em cũng có lên clip mấy lần, cũng đã có cái anh đánh chốt xong rồi, vì lý do gì của riêng ảnh cho nên là anh đổi cây khác. Hiện tại em vẫn còn cho nên hôm nay em lên clip em quay lại. Cây này cũng khá duyên. Tất cả cái dàn chi cành này đều dùi dây rất là tỉ mỉ. Cây sam hương mã số 8, giá của nó là 1.500.000 bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Hiện tại thì cây này nó cũng còn một số cái thẹo nhỏ nhỏ không đáng kể lắm anh chị. Sam hương thì nó kéo mặt cắt rất là nhanh và nó lành 100% luôn á. Trước khi mà mình nuôi cái tàn xong thì mặt cắt của nó cũng đã lành trước rồi. Mã số 9 hôm nay là một cây trang vàng lá nhỏ, mẫu đơn vàng lá nhỏ. Cây này bệ đế của nó nở to, một cốt đặc, tàn thì ấm. Điều là những cây nuôi cốt đùi, mặc dù là cốt đùi hiện tại của nó không được to lắm anh chị, nhưng mà nhìn cũng tạm được. Hoành đế trên miệng chậu 42 cm, hoành thân 22, chiều cao 28 và tàn ngang là 28 cm. Anh chị so sánh cái lon bia, cây này thì hoành thân nó to hơn lon bia, chiều cao thì nó khoảng cỡ 2 lon rưỡi bia chồng lên nhau. Củ đế nở to đặc. Đó là mặt trước mình nhìn lên và quay ra mặt sau. Cây trang vàng mã số 9, giá của nó là 1.200.000 bao phí vận chuyển và có luôn chậu, tàn ấm mịn hết trơn rồi chị. Tiếp tục mã số 10 hôm nay là một cây trang đỏ lá nhỏ, mẫu đơn đỏ lá nhỏ. Anh chị thấy là hoa nó đang có trên tán lá rất là dễ nhìn ra. Hoành đế trên miệng chậu 34 cm, hoành thân 19, chiều cao 19 và tàn ngang là 26 cm. So sánh cái lon bia giúp em. Cái này thì nó đã ra hoa mấy lần và hiện tại nó có một cái trái đang chín trên phần ngọn. Đây anh chị thấy là trái trang nó chín đỏ tươi luôn anh chị. Đó, nhìn rất là đẹp. Cái này già cây, mặt trước và mặt sau. Cây trang đỏ lá nhỏ mã số 10, giá của nó là 1.000.000 bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây đang ra đọt non rất là nhiều, chuẩn bị nó tạo cái nụ hoa đó anh chị. Rồi xuống cây.
Mã số 11 hôm nay tiếp tục là một cây sam núi trái của miền Tây trồng. Cái này là cây sam trái nha anh chị. Được sửa thân từ nhỏ, tàn bay rất là đẹp. Hoành đế trên miệng chậu 32 cm, hoành thân 12, chiều cao 16 và tàn bay là 52 cm. So sánh cái lông bia giúp em. Tiếp tục quay một vòng cho anh chị thấy được những cái thân của nó, những cái đường co trên thân lắc rất là đẹp. Cây có duyên. Cây này anh chị có thể chơi tiểu cảnh hoặc là vô những cái bức tượng thì mới đúng là ý tưởng sửa thân từ nhỏ của nó. Chơi trên chậu thì vẫn được nhưng mà nó không có phát huy hết cái vẻ đẹp của nó. Cây sam trái mã số 11, giá của nó là 1 triệu đồng bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ gửi luôn cái chậu nhựa đen này cho anh chị luôn cho cây nó khỏe. Chậu này là chậu em nuôi cây từ nhỏ giờ anh chị. Lúc đó là cây phôi là được nuôi trong cái chậu như thế này rồi. Mã số 12 hôm nay tiếp tục là một cây sam trái của miền Tây trồng. Cây này thì rễ của nó nổi lên trên mặt chậu. Phong cách rất là lạ. Rễ nó nổi lên mà nó lắc, nó sàn qua cái cây nên chị. Đây anh chị thấy nè. Đó. Nhìn rất là có duyên. Hoành đế trên miệng chậu 34 cm, hoành thân 12, chiều cao 25 và tàn ngang là 20 cm. Anh chị so sánh cái hộp quẹt giúp em. Có thể so sánh bằng cái lon bia cho anh chị hình dung ra được cái bể đế của nó to như thế nào. Cây này thì nó cao khoảng cỡ hơn 2 lon bia. Nếu mà mình để chồng lên nhau, nuôi trên thân rất là nhiều, cây giót. Cốt đồ hiện tại thì nó to ngang với thân của cây viết. Cây sam núi trái mã số 12, giá của nó là 800 ngàn, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Một cái giá như thế này thì rất là dễ chơi. Mã số 13 hôm nay tiếp tục là một cây kim quýt thái. Đây là cây rin anh chị, kim quýt thái cây rin. Bể đế của nó thì to, nó có một cái tàn bay. Hoành đế trên miệng chậu 32 cm, hoành thân 18, chiều cao 11 và tàn ngang là 30 cm. Anh chị so sánh cái lon bia giúp em, so với chiều cao của cây thì nó ngang ngang nhau. Đây là những cây mini anh chị. Được cái là bể đế của nó đặc và nó to. Đó là mặt trước. Rồi quay mặt ra mặt sau đặt lên cho anh chị xem thật rõ. Kim quýt thái thì hoa của nó thơm rất là nhiều so với một cái hoa nguyệt quế anh chị. Cái hoa của nó nhỏ khoảng tầm 1/3, 1/4 so với cái hoa nguyệt quế mà anh chị đã biết. Mà nó nhỏ hơn nguyệt quế mà hương của nó thì thơm hơn. Cây kim quýt thái mã số 13, giá của nó là 900 ngàn bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cho anh chị. Hiện tại nó đang nằm trong một cái chậu nhựa, chậu này là chậu nuôi cây anh chị. Mã số 14 hôm nay tiếp tục là một cây bùm sụm Oro. Cây này tàn ấm, đế nổi trên mặt chậu, một cây trực lắc lùng, nhìn rất là có duyên. Hoành đế trên miệng chậu 40 cm, hoành thân 14, chiều cao 19 và tàn ngang là 25 cm. So sánh cái lon bia giúp em. Loại Oro này thì em cũng hay bán trên những cái clip trước anh chị. Đầu lá thì nó có gai, hoa của nó màu hồng hồng, trắng hồng hồng, nhìn rất là đẹp. Có trái nên chị. Cây bùm sụm Oro mã số 14, giá của nó là 1 triệu đồng, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Chỉ có 1 triệu đồng, cây này nó sẽ được ship về tận nhà cho anh chị. Mã số 15 tiếp tục là một cây hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai là cây seri Thái anh chị. Hiện tại thì cây này nó đang có vài cái chùm hoa trên tán lá. Đây là loại lấy rễ làm thân. Hoành đế trên miệng chậu là 16 cm, hoành thân đoạn trên cổ của cây là 10 cm, chiều cao 22 và tàn ngang là 18 cm. So sánh cái lon bia giúp em, so với cái hoành rễ và cái chiều cao của cây để cho anh chị dễ hình dung. Rễ rất là nhiều, lấy rễ tạo thành thân. Lật mặt trước và lật mặt sau cho anh chị xem thật rõ luôn. Cây hồng ngọc mai mã số 15, giá của nó là 800 ngàn, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây được vô dây rất là tỉ mỉ. Mã số 16 hôm nay tiếp tục là một cây mai giới thủy lá kim kim giòn. Một cây tông cao, thân lắc, cốt đùi to, tàn ấm. Hoành đế trên miệng chậu 29 cm, hoành thân 12, chiều cao 36 và tàn ngang là 26 cm.
anh chị so sánh cái lon bia giúp em. Cây này là một cây tông cao, cốt độ hiện tại thì nó to ngang ngang với cỡ ngón tay cái của mình, anh chị so sánh giúp em ha. Dòng kim giòn thì anh chị thấy là hoa nó đang ra rất là nhiều trên tán lá. Tiếp tục quay một vòng cho anh chị xem toàn bộ cái tán lá cây. Hoa nó li ti nhỏ nhỏ và rất là nhiều. Cây này thân lắc lên tới ngọn già cây. Cây mai chú thủy lá kim kim giòn mã số 16, giá của nó là 1.100.000, 1.100.000 bao phí vận chuyển và có lon chậu. Cây này nhìn rất là có duyên. Tiếp tục mã số 17 hôm nay cũng là một cây mai chú thủy lá kim kim giòn, một cây trực tông cao, một cây trực lắc. Hoành đế trên miệng chậu 36 cm, hoành thân 16, chiều cao 29 và tàn ngang là 25 cm. Anh chị so sánh cái lon bia giúp em. Cây này thì đế đều tự nhiên và phủ kín mặt chậu, đặt luôn anh chị, đế đẹp. Cây rất là già, cốt độ hiện tại thì nó to ngang ngang với ngón tay cái của mình trở lên, đều nhau, chi cành thì bắt đúng. Tiếp tục lật lên cho anh chị thêm, mặt dưới vẫn chưa thấy rõ lắm. Đây là toàn bộ cái mặt ở phía dưới mình nhìn lên trên cái tán lá. Cây nu rất là nhiều. Cây kim giòn mã số 17, giá của nó là 1.200.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Hiện tại là cây đang nằm trong một cái chậu tròn, chậu đất nung, rất là đẹp. Cái kiểu chậu này nhìn rất là sang trọng. Tiếp tục mã số 18 hôm nay là một cây mai chú thủy lá kim kim giòn. Cây này đế đều tự nhiên, cũng là cây có sắp đế từ nhỏ nhưng mà sắp theo kiểu đế tự nhiên anh chị, kéo đế ra. Hoành đế trên miệng chậu 29 cm, hoành thân 16, chiều cao 14 và tàn ngang là 18 cm. So sánh cái lon bia giúp em. Lật mặt trước, lật mặt sau cho anh chị thấy thật rõ. Cốt đùi hiện tại thì nó to ngang cỡ ngón tay út mình. Cây kim giòn mã số 18, giá của nó là 700.000, bao phí vận chuyển và có lon chậu. 19 hôm nay tiếp tục là một cây mai chú thủy lá trung nu. Cây này tông cao, thân lắc, tàn thì ấm, già cây. Hoành đế trên miệng chậu 38 cm, hoành thân 19, chiều cao 32 và tàn ngang là 32 cm. Anh chị so sánh cái lon bia giúp em. Tất cả các mặt đều ấm, tàn đã đầy đủ, thân thì lắc. Cốt độ hiện tại thì nó to ngang ngang với con út của mình đó anh chị. Cây lắc lên tới trên ngọn. Cây mai cho thủy lá trung nu mã số 19, giá của nó là 1.100.000, 1.100.000 bao phí vận chuyển và có lon chậu. Tiếp tục mã số 20 hôm nay là một cây linh sam 86. Cây này tông cao, thân cũng lắc, cốt đùi hiện tại thì nó to ngang ngang với cỡ ngón tay út của mình. Hoành đế trên miệng chậu 25 cm, hoành thân 14, chiều cao 30 và tàn ngang là 32 cm. Anh chị so sánh cái lon bia giúp em so với cái chiều cao của cây. Cây này thân lắc cũng nhìn rất là có duyên, gió cây, cốt đùi thì nó ngang ngang ngón tay út, để ngón tay út cho anh chị so sánh. Cây linh sam 86 mã số 20, giá của nó là 700.000, bao phí vận chuyển và có lon chậu. Tiếp tục mã số 21 hôm nay là một cặp trang vàng lá nhỏ. Đây là loại trang được xử lý củ đế trong lúc trồng anh chị, cho nên là bề đế của nó nhìn to, gió cây. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành đế trên miệng chậu 22 cm, hoành thân 14, chiều cao 12 và tàn ngang là 15 cm. Và ở cây bên tay phải màn hình, hoành đế 19, hoành thân 10, chiều cao 16 và tàn ngang là 18 cm. Anh chị so sánh hộp vẹt em để giữa hai cây. Cây này thì là loại mini anh chị, tuy rằng mini nhưng mà vẫn là loại được nuôi cốt đùi. Đây là lần vô dây lần thứ 4 hoặc là thứ 5 gì đó anh chị. Cặp trang vàng lá nhỏ mã số 21, giá của nó là 700.000, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Anh chị lưu ý là em bán một cặp hai cây, em không có bán lẻ từng cây ha. Cho nên nếu anh chị có chốt thì vui lòng chốt một cặp giúp em hai cây. Mã số 22 hôm nay gồm có một cây là trang đỏ và một cây là trang hồng phấn. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị là một cây trang đỏ, hoành đế trên miệng chậu 19 cm, hoành thân 10, chiều cao 19 và tàn ngang là 20 cm.
Và ở cái bên tay phải màn hình là cây trang hồng phấn, hoành đế 28, hoành thân 10, chiều cao 16 và tàng ngang là 20 cm. Anh chị so sánh cái hồng quẹt em để giữa hai cây. Cây này thì hoành thân nó nhỏ chứ nó không được to lắm nha anh chị. Nhỏ nhỏ mini. Tất cả đều được vô dây rất là chỉnh chu. Cặp trang hồng phấn và trang đỏ mã số 22, giá của nó là 1 triệu đồng. Bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Nếu anh chị mua cặp thì cái giá nó sẽ nới hơn, dễ chơi hơn. Tiếp tục mã số 23 hôm nay là một cặp mai chú thủy lá kim kim giòn. Đây là những cây được hình thành từ những cái cọng rễ tuyển chọn, vẫn là những cây nuôi cốt đùi luôn anh chị. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành thân 6, chiều cao 20, tàng ngang là 18. Và ở cây bên tay phải màn hình, hoành thân 3, chiều cao 14, tàng ngang là 14 cm. Anh chị so sánh hồng quẹt em để giữa hai cây để anh chị biết được cái cây nó bao to cũng như là nó bao cao. Cốt đùi hiện tại thì nó to ngang ngang với cỡ cây viết của mình. Tuy rằng nó là những cái cọng rễ nhưng mà nuôi cũng lâu rồi anh chị, cho nên cốt đùi nó mới được to như vậy. Cặp kim giòn mã số 23, giá của nó là 600.000, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Tiếp tục mã số 24 hôm nay gồm có một cây trang sen và một cây sam núi trái của miền Tây. Đều là những cây siêu mini. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị là một cây trang sen, hoành thân 9, chiều cao 10, tàng ngang là 11 cm. Và ở cây bên tay phải màn hình của anh chị là một cây sam núi trái, hoành thân 7, chiều cao 9, tàng ngang là 18 cm. Hai cây hai cái dáng khác nhau, nhưng mà lùng lùng nhỏ nhỏ anh chị. Nhìn rất là có duyên. Cặp sam núi trái và trang sen mã số 24, giá của nó là 600.000, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Cây sam núi là một cây trực lắc, trang sen thì cái tàn của nó cũng rất rớt, nhìn rất là đẹp, hay hay. Tiếp tục mã số 25 hôm nay là một cây sung anh chị. Cây này được sửa thân từ nhỏ, hiện tại thì bên em đã nuôi cốt đùi của nó được một năm mấy rồi. Cốt đùi hiện tại nó to gần gấp đôi so với ngón tay cái mình. Đã cắt giật lần đầu, chuẩn bị lợp cái tàn. Em cứ lên anh chị nào yêu thích cái dòng sung trái này thì mình chốt về và mình đã có những cái chỉ cần cơ bản rồi thì mình lợp cái tàn cho nó là cũng đơn giản dễ chơi. Hoành đế theo miệng chậu 44 cm, hoành thân 29, chiều cao 26 và tàn ngang tạm tính là 39 cm. Anh chị so sánh cái lon bia giúp em. Do cái thời điểm em đang quay clip thì trời mưa cho nên là hơi ồn, anh chị cảm phiền ha. Cái này nó được sửa thân, cái thân của nó lắc rất là gắt. Anh chị thấy là những cái đường thân của nó co. Anh chị để ý theo ngón tay em chỉ ha. Vô dây rất là gắt. Tiếp tục quay một vòng mặt sau cho anh chị xem thật rõ luôn. Đây là mặt trước. Rồi dừng lại. Nó hở ra anh chị. Bẻ gắt luôn á. Cây sung mã số 25, giá của nó là 1.200.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cho anh chị. Em mới cắt thúc được 2 ngày trước. Tiếp tục mã số 26 hôm nay là một phôi mai chú thủy gò công lá trung. Cây này là một cây trực lắc nhưng mà định hình nó chơi theo cái dáng cây thiên nhiên cho nên là cái cốt đùi nó bắn lên. Anh chị có thể nhìn thấy được, đây là lần đầu tiên em cắt thúc nên là sẵn lên cho anh chị nào thích thì chọn rồi về mình lợp cho nó cái tàn. Hoành đế trên miệng chậu 42 cm, hoành thân 29, chiều cao 18 và tàn ngang tạm tính là 22 cm. Giờ thấy là hoành gốc cây này nó cũng khá to, hoành 29 mà nó cao có 18 cm anh chị, một cây lùng lực. Cái điểm xuất phát của cái phôi này nó là một cái phôi trực lắc anh chị, nhưng mà do cứ chơi theo lối cây bài hoài thì chỉ sợ nó anh chị sẽ nhàm chán cho nên là em mới phá cách bắt cái chi nó theo cái lối cây thiên nhiên, bắn lên. Hiện tại thì những cái dáng này nó cũng đang còn thịnh hành,
Cốt ruồi hiện tại nó to khoảng gấp 3 lần so với ngón tay cái mình. Anh chị thấy là nó to, to 3 lần là cái cốt ruồi này nuôi từ cái mầm mà lên đó anh chị. Cái lô pho này thì em nuôi năm nay nó là bắt đầu bước qua năm thứ 4 rồi. Thẹo nó cuốn cũng rất là mạnh. Cây mai với thủy gò công lá trung, mã số 26, giá của nó là 2 triệu đồng. Bao phí vận chuyển cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cho anh chị. Dòng gò công lá trung thì nó rất là khỏe, anh chị không phải lo ha. Tiếp tục mã số 27 cũng là một cây mai với thủy gò công lá trung, một cây trực lắc lùng cũng rất là giót cây. Hoành đế trên miệng chậu 36 cm, hoành thân 22, chiều cao 18 và tàn ngang tạm tính là 19 cm. Anh chị so sánh cái lông bia với em, cây này được cái là nó giót cây, một cây trực lắc. Chi cành cơ bản thì nó đã có đầy đủ 1-2 phong đỉnh. Cái này anh chị về xây dựng thêm. Cốt ruồi hiện tại thì nó to, to hơn con tay cái mình một chút. Cây mai với thủy gò công lá trung, mã số 27, giá của nó là 1.500.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây cho anh chị. Đây cũng là cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt tất cả các anh chị. Mình hẹn gặp lại trong clip sau.